Xin chào tất cả các bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi bộ đồ chơi xếp hình đúc lô nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau lắp ghép hình những con vật ngộ nghĩnh khác nhau, như con rắn này, con voi này, con chó phúp phúp này, con hươu cao cổ này, và cả con thỏ màu hồng nữa nhé. Nào, bây giờ các bé hãy cùng với cô mở chiếc hộp đồ chơi này ra nhé. Wow, trong này cô có nhiều miếng ghép quá. Bây giờ chúng ta hãy chọn ra các miếng ghép màu vàng và chúng ta hãy lắp hình một chú hươu cao cổ nhé. Đây là chân của chú hươu cao cổ này. Đây là cái cổ này. Vậy là cô đã ghép xong một chú hươu cao cổ rồi. Wow, dễ thương quá. Nhưng mà hươu cao cổ đói quá. Hươu cao cổ muốn đi tìm lá cây để ăn. À, thấy rồi, thấy rồi. Thấy lá cây để ăn rồi. Wow, ngon quá đi thôi. Ngon quá. Nhâm 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 nhâm. Rồi, hươu cao cổ ăn no rồi. Bây giờ hươu cao cổ đi chơi nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau lắp hình một chú chó màu trắng nhé. Cô sẽ chọn ra tất cả các miếng ghép màu trắng nè. Đó, đây là cái chân này, cái cổ này, cái đầu này, và cái đuôi này. Vậy là cô đã ghép xong một chú chó rất là đáng yêu rồi. Wow, đáng yêu quá. Vuf, vuf, vuf. Xin chào tất cả các bạn. Mình là chú chó con, rất vui được làm quen với các bạn. Vuf, vuf, vuf. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau lắp ghép một con thỏ màu hồng nhé. Đó, cô đã sắp lắp xong một con thỏ màu hồng rồi. Bây giờ đến lượt hai cái tai nữa nào. Wow, đáng yêu quá. Vậy là cô đã lắp xong một con thỏ màu hồng rồi. Thật là đáng yêu phải không các bé? Bây giờ cô sẽ lắp một con rắn màu xanh nhé.
Vậy là cô đã lắp xong một con chó, một con rắn màu xanh rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắp một con voi nữa nhé. Wow, một chú voi thật là đáng yêu phải không các bé? Wow, đáng yêu quá. Các bé có nghe thấy tiếng của chú voi kêu hay không? Ồ, cô nghe thấy tiếng của chú voi con kêu đó. Thật là đáng yêu phải không các bé? Vậy là chúng ta đã lắp ghép xong tất cả những các con vật rất là ngộ nghĩnh đáng yêu rồi phải không các bé à? Nào, bây giờ chúng ta hãy xem lại toàn bộ một lần nữa nhé. Một chú hươu cao cổ thật là đáng yêu này. Một con thỏ màu hồng này. Một con chó vuf vuf này. Một con voi này. Và một con rắn màu xanh nữa này. Bây giờ cô sẽ tháo ra và chúng ta tiếp tục lắp ghép các con vật khác nhau nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tập ghép hình con vật này nhé. Các bé thấy là con gà hay là con chim đây? Và một con vật này có cái chân rất là dài nhé. Cái đuôi nữa này. Và cả một cái mào nữa này. Vậy là chúng ta đã lắp xong hình một con gà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp một con vật khác có cái chân rất là dài nhé. Hai cái bàn chân này. Đó, hai cái chân rất là dài.
cái cổ này. Cái đuôi này. Wow. Con vật có cái chân dài quá. Nào, chúng ta đã lắp ghép xong rất là nhiều các cái con vật ngộ nghĩnh đáng yêu khác nhau rồi. Cô hy vọng rằng các bé sẽ thích món đồ chơi này. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những món đồ chơi lần sau nhé.